Đây là sảnh đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thiết kế, nhà ga này có thể phục vụ cùng lúc 7.000 khách giờ cao điểm, giúp giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu và nâng công suất phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi ngày. Khởi công từ cuối năm 2022, đến nay dự án dần hiện rõ các khối hình nhà ga, sân đỗ, cầu thang là những hạng mục quan trọng của dự án. Theo ban quản lý dự án, phần kết cấu thô nhà ga hành khách đã hoàn thành, phần thi công sân đỗ máy bay đạt 89% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang thi công phần kết cấu thép bên trên để lợp mái cho nhà ga. Các hạng mục cơ điện như thang máy, máy lạnh đang được nhập về và hoàn thành lắp đặt vào tháng 11 năm 2024. Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có một tầng hầm 4 tầng nổi, xây trên diện tích là 112.500 m². Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.900 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là ga hành khách quốc nội có công suất lớn hơn 20 triệu hành khách một năm, khai thác được tất cả các loại tàu bay cỡ lớn. Nhà ga T3 được kết nối với sân bay bằng đường nội bộ sân bay thông qua hình thức trung chuyển khách bằng xe buýt. Giao thông kết nối với nhà ga thông qua cầu tầng theo hai phần đi đến riêng biệt.